Nhân sâm biển hay còn gọi là hải sâm rất đa dạng về kích thước, màu sắc, hình dạng và cả môi trường sống, có giá trị dinh dưỡng và y học cao. Có khoảng 1.250 loài hải sâm đã được biết đến. Hải sâm có giá rất cao và được săn lùng, nhu cầu về hải sâm đã ngày càng được mở rộng từ châu Á sang châu Âu, châu Mỹ. Nhưng hải sâm không dễ tìm được, ngư dân phải lặn xuống đáy biển sâu mới có thể tìm thấy. Những ngư dân thậm chí mạo hiểm cả mạng sống để bắt được những con hải sâm này. Hải sâm ngày một khan hiếm và thợ lặn ngày càng phải lặn sâu hơn mới có thể tìm thấy. Những con hải sâm càng kỳ lạ, càng nhiều gai, càng hiếm thấy thì giá trị của chúng lại càng cao. Có những loại hải sâm có giá lên tới 3.500 đô la Mỹ một kg, khoảng 81 triệu đồng một kg. Loại hải sâm đắt giá nhất thế giới chính là hải sâm Nhật Bản. Tuy nhiên với sự khan hiếm nên có tiền cũng khó mua được. Giá trị của hải sâm được quyết định bởi một hợp chất hóa học trong da của chúng mà người châu Á sử dụng dùng để chữa các bệnh về xương khớp hay bệnh gút nhiều thập kỷ nay. Hiện nay các nhà nghiên cứu châu Âu còn sử dụng hải sâm để điều trị ung thư hay bị máu đông. Chính vì thế mà giá trị của hải sâm cũng ngày càng tăng lên. Nhiều quốc gia như Maroc, Mỹ, New Guinea cũng bắt đầu săn lùng sinh vật này.